Kính thưa quý vị, vừa rồi là những điểm tin nổi bật ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần bình luận của bình luận gia Đại Dương. Đại Dương xin chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình bình luận. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày vấn đề nội chiến Syria trước sự bất lực của quốc tế. Cuộc chiến ở tại Syria giữa dân chúng và Tổng thống Assad đã bước sang tháng 16 và với những sự thiệt hại to lớn theo các thống kê một cách không chính thức thì người ta thấy rằng 15.000 người đã chết và gần 5.000 người kể từ ngày 12 tháng 4, tức là lúc mà Liên Hợp Quốc đã cử quan sát viên đến để quan sát thì đã có như vậy và 1.200 người chết chỉ sau khi mà cái toán quan sát viên này không còn thi hành được nhiệm vụ, nghĩa là tạm thời ngưng vào hôm 16 tháng 6. Như vậy để chúng ta thấy rằng cái tình trạng đó càng ngày càng gay gắt và phiến quân ngày hôm nay tức là 27 tháng 6 đã mở cuộc tấn công và phá hủy một số các cái doanh trại ở trong đài truyền hình, của kể cả cái trung tâm điều khiển của đài truyền hình thân với Tổng thống Assad. Đây là đài truyền hình tư nhân nhưng mà thân chuyên môn là đã phá lại những cái luận điệu của phía Tây Phương hoặc là của phía phiến quân. Như vậy, còn kế tiếp là trong đêm vừa qua thì rõ ràng ở tại cách Damascus có 9 cây số thôi thì quân phiến quân đã tấn công vào những cái lực lượng mà gần với một cái đơn vị tinh nhuệ của Assad do em trai của Assad chỉ huy. Chúng ta thấy như vậy, tức là cái phiến quân họ đã phát triển rộng rãi, họ có thể tấn công bất cứ mọi nơi. Nhưng mà như vậy thì tương quan lực lượng như thế nào? Bây giờ thì cũng không có một cái sự cách biệt ghê gớm, bởi vì tương quan lực lượng của quân đội giải phóng Syria chỉ có độ khoảng 15.000 tay súng hay 10.000 tay súng đại khái. Và như vậy thì họ đang tăng cường được cái khả năng chiến đấu, bởi trước đây chỉ là những người tình nguyện đi thôi. Nhưng ngày nay với những người lính đã đào ngũ sang để huấn luyện và cách phương pháp chiến đấu cho nên có vẻ được tăng cường hơn. Trong khi đó thì Damascus tức là gồm có quân đội và dân quân. Thì cho nên ông Assad đã tuyên bố rằng hiện nay là một cuộc chiến tranh toàn diện cho nên phải đi đến chiến thắng. Và đối với ngoại quốc thì rõ ràng hôm 22 tháng 6 thì Syria đã bắn hạ một chiếc F-14 của Thổ Nhĩ Kỳ. Và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ để yêu cầu NATO lên tiếng và NATO đã họp khẩn cấp và lên án Syria. Tuy nhiên không có một cái biện pháp nào để mà đối phó. Trong khi đó thì ngày hôm nay tức là 27 tháng 6 thì ông Erdogan, tức là Thủ tướng Erdogan, lại tuyên bố rằng chúng tôi không có ý thù địch và không có ý trả đũa đối với Syria. Nhưng mà cái thế lực quốc tế chúng ta đang lưu ý hiện nay là Putin. Tức là Tổng thống Putin đã mở 3 cuộc thăm viếng ở tại Trung Đông. Bắt đầu tại Israel và Palestine, Jordan kể từ ngày 25 tháng 6. Bây giờ Nga từ trước nay họ không có cái vai trò gì quan trọng ở tại Trung Đông. Ngày nay nhân dịp này thì họ lại mở một cái mặt trận ngoại giao mới, tức là họ đến Israel để kỷ niệm để khánh thành một cái tượng đài của quân đội Xô Viết. Nhưng mà Putin cố làm sao đưa những cái yếu tố lịch sử, nghĩa là liên hệ lịch sử, bởi vì chúng ta biết khoảng 1 triệu người Do Thái đã được cứu ra khỏi các trại giam của Đức Quốc xã và họ đã chuyển về xây dựng nước Israel. Cho nên cái quan hệ lịch sử, nhưng mà trên phương diện chính trị thì họ thường đối nghịch với nhau, bởi vì trên hai quốc gia không có cùng một hệ thống chính trị và có những cái mưu đồ khác nhau, cho nên luôn luôn trong, cho nên chúng ta thấy hôm nay tức là 27 đi sang Putin sang Palestine thì chỉ trích và công kích mà Israel một cách quyết liệt.
Như vậy chúng ta thấy rằng rõ ràng thì về đối nghịch chính trị khó hòa hợp hai bên với nhau, nhưng mà họ cũng không thể tách rời bởi vì cái yếu tố lịch sử. Cho nên tất cả các yêu cầu của Do Thái để cho Putin là làm giảm cái sự ủng hộ đối với Israel cũng như Iran có vẻ là còn xa vời. Nhưng một điểm chúng ta lưu ý là ông Putin muốn trở thành một cái người trung gian trong các giải pháp liên quan đến Trung Đông. Như vậy Tây Phương có chấp nhận hay không? Và cuộc chiến của Syria sẽ chấm dứt hoặc là tiếp tục kéo dài cuộc nội chiến? Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe.